mình đang đánh răng hát bài nhạc, rồi là nói về đánh răng nha. Có cái con gì vậy? Mình học về cái răng nè, thấy không? Đánh răng, tụi con thấy không? Bài hát này là nói về mình đánh răng. I brush my teeth là mình đánh răng, tôi đánh răng in the morning vào buổi sáng. Rồi và cho tụi con nghe nghe bài nhạc này ha. Tao đang quảng cáo. Ba nở ba mở lưỡi ra con có là lâu lắm đó. Ừ, bây giờ tụi bà cho tụi con coi cái bài nhạc, bài hát này, bài nhạc nha. Bây giờ mình có bài nhạc về tháng nha, tháng năm nha. Giờ tụi con nghe tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng tư, tháng năm cho tới tháng 12 nha. Months of the year song. Hi kids, do you know the months of the year? The months of the year. Remember all 12 months. Một năm có 12 tháng. Is going to sing it for us. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Rồi nha, tụi con nhớ hát cái bài này nha. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Now, let's sing along with Mother Hen. Here we go. February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Nha, tụi con nhớ học cái bài này nha. February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Great job. Now, let's sing it quietly. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, June, July, August, September,
plastic. Now, let's sing it really loud. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, June, July, August, September.